Shindo Rintaro, anh là second rider trong Color Saber, được thầy của mình, người sở hữu thủy kiếm đời trước truyền lại cho quyển Lion Senki cũng như thanh thủy kiếm. Anh là người kế thừa sức mạnh của nước. Vẻ bề ngoài vô cùng nghiêm túc và điềm đạm của Rintaro cho chúng ta cảm giác anh ấy là một người vô cùng chững chạc, nhưng trong thâm tâm của anh lại là một người tốt bụng và tử tế, sẵn sàng chỉ dạy tất cả những kiến thức của mình về kiếm thuật cho Toma, một người vốn dĩ không phải là một kiếm sĩ chính thống, được nuôi dưỡng và đào tạo bởi Sword of Logos từ nhỏ do gia đình của anh đã không còn. Thông qua sự luyện tập cũng như cống hiến của mình, anh đã được tổ chức vô cùng tín nhiệm và được trao nhiệm vụ đi thu thập lại quyển sách Ray Dragon trên tay của Toma, chứng kiến sự kiện tấn công của đám Magic và nhiệt huyết của Toma khi thức tỉnh được thanh hỏa kiếm. Anh đã có cái nhìn khác về Toma và sẵn sàng giúp đỡ anh trong trận chiến tiếp theo. Hỗ trợ Saber trong quá trình chiến đấu những tên Magic, Rintaro đã chuyển hóa thành Commander Black. Tạo hình của anh dựa trên thủy kiếm và quyển sách sư tử chiến ký Lion Senki. Anh không tạo hình bất đối xứng như Saber. Tông màu của anh là xanh dương chủ đạo của thủy kiếm và quyển sách sư tử bầm xanh, điểm tô vào một chút phần bạc. Phần đầu sư tử thể hiện rõ trên phần thân, do quyển sách trung tâm Lion Senki được đặt giữa driver của Black nên tạo nên cơ thể vô cùng cân đối. Phần gương mặt là những chiếc gai nhọn cũng như phần kính thể hiện một vệt chém bất đối xứng, giống như một con sư tử đã trầy da tróc vảy trong những trận chiến cam go của nó. Khác với phong cách chiến đấu uy dũng cũng như mãnh liệt ngọa kiếm của Saber, Black thiên nhiều về sự uyển chuyển cũng như kỹ thuật trong những cú đá đòn của mình. Phong cách chiến đấu của anh thể hiện rõ là một tay kiếm đã luyện tập từ rất lâu, có những đường kiếm và những kỹ thuật chiến đấu được mài dũa rõ ràng qua nhiều năm tháng chiến đấu gian khổ. Khả năng chính của anh là cường hóa thủy kiếm, bao quanh nó bằng những luồng nước để tấn công cũng như phòng thủ. Anh sẽ phóng thẳng một luồng nước với quy lực cực mạnh để tấn công kẻ thù ở phạm vi tầm xa. Khi kích hoạt quyển Bone the Book, Lion Senki triệu gọi mãnh sư của mình lao vào tấn công kẻ thù kèm với một nhát chém thủy lực cực mạnh tạo ra từ thanh thủy kiếm. Đòn tất sát Lion Wonder tụ năng lượng vào ngực của mình, phóng ra một tia nước dọn tan kẻ thù xung quanh và bao bọc kẻ mà anh nhắm tới bằng quả cầu nước. Hắn bị vô hiệu hóa cho đến khi Black ra đòn kết liễu bằng một nhát chém với năng lượng của nước hoặc là một cú Rider Kick. Thất bại nặng nề của Rintaro trước một trong ba thủ lĩnh của đám Magic, Zeus. Hắn ta mang trong mình sức mạnh của mãnh hổ trắng, là kẻ đã đả bại sư phụ của anh. Rintaro vô cùng căm phẫn, nhưng trước sức mạnh của bản thân, anh không thể nào làm gì được hắn. Quyết tâm để sử dụng được Wondo combo của bản thân, anh đã ra sức luyện tập ngày đêm để thuần hóa được sức mạnh khủng khiếp mà ba quyển sách mang lại. Hai quyển sách còn lại của anh mang sức mạnh của Pegasus, với khả năng bay lượn và quyển sách Peter Pan với một chiếc móc anh đã luôn sử dụng vô cùng hiệu quả trong những trận chiến trước. Khả năng đơn lẻ của Peter Pan được thể hiện rất nhiều. Chiếc móc trên tay anh có khả năng tấn công và vô hiệu hóa vũ khí của kẻ thù, tạo những cọng dây xích để trói chặt chúng. Khả năng tương thích với chính Color Black, anh sẽ tạo ra những xoáy nước để biến mất với mãnh sư của mình lao ra từ những khối nước đấy để tấn công kẻ thù. Khi sử dụng hành thuật Wonder Combo để đại chiến với tên Zuo cũng như thuộc hạ của hắn, anh đã thuần hóa được sức mạnh của nước và đạt tới cảnh giới thượng thừa khi anh có khả năng tan biến vào dòng nước để tấn công kẻ thù mà chúng không thể nào ngờ tới. Cường hóa sức mạnh của nước là khả năng chính của combo. Đòn tất sát với Wonder Combo là Fantastic Blazer, cường hóa thanh thủy kiếm của mình với những nhát chém để phòng thủ kẻ thù. Một lượng nước khổng lồ được tạo ra từ thanh thủy kiếm. Anh phóng thích lượng nước khổng lồ này vào người kẻ thù, tạo ra một xoáy nước khống chế chúng. Sau đó anh lao lên bầu trời và ra một nhát chém đi xuyên qua người kẻ thù để dứt điểm chúng một cách nhanh gọn. Không kém cạnh với Toma, sau khi có Dragon Knight, Rintaro cũng muốn mau chóng nâng cấp bản thân bằng quyển King Lion Senki. Vua sư tử sẽ được triệu hồi bởi ba quyển Wonder Book cũng như sức mạnh từ thanh gươm của vị vua Arthur, tập hợp nguồn sức mạnh để tạo ra một quyển sách khổng lồ. Sư tử mang trên mình chiến giáp đến hỗ trợ những kiếm sĩ khác trong trận với ba thủ lĩnh của Magic. Anh đã lần đầu tiên chuyển hóa thành hình dạng King Lion. King Lion là hình dạng hoàn thiện từ Lion Senki, bao phủ bản thân của mãnh sư bằng một lớp chiến giáp với những chi tiết công nghệ trải khắp cơ thể. Phần gương mặt của sư tử cũng không còn hoang dã mà đầy sự cứng cáp, thể hiện sự uy mạnh. Hai vai của anh là biểu tượng móng vuốt của mãnh sư, gương mặt toát lên sự huyền bí với tông màu đen. Vẫn là gương mặt bất đối xứng như một mặt trăng lưỡi liềm, nhưng nó được điểm tô thêm những chi tiết gai góc hơn. Toàn bộ phần kính đã chuyển hóa thành màu đen với những đường sáng công nghệ chạy khắp đôi mắt của anh.
Phần tay trái của anh cũng được điểm tô thêm một bộ phận giống như đầu sư tử, như hình dạng Dragonic Knight của Saber, dù mới đọc những quyển sách để thi triển khả năng của chúng. Và mãnh sư không có sức mạnh áp đảo như Dragonic Knight, anh có một khẩu pháo hạng nặng giúp anh thi triển những cú bắn với quy lực kinh người, khiến kẻ thù phải e dè khi đối mặt trước hình dạng này của King Lion. Về khả năng như mình đã nói, sau khi đọc chức năng của những quyển sách bằng phần đầu sư tử, anh có khả năng phóng thích khả năng của tất cả quyển sách mà anh đọc vào người của kẻ thù, điều khiển sức mạnh cũng như phóng thích luồng nước khổng lồ giống như bao phơm trước. Và phần hai khẩu pháo cũng có khả năng kích hoạt để tạo nên hai quả cộng lượng khổng lồ để phá hủy những cột năng lượng từ những quyển sách. Điểm nổi trội nhất của King Lion, Rintaro sẽ trực tiếp chuyển hóa thành mãnh sư của mình mà không cần triệu gọi bất kỳ ai. Tiếng gầm của Rintaro vang lên, anh chuyển hóa thành một con sư tử mái với sức mạnh khổng lồ, áp đảo cả ba tên Magic, chẳng có bất kỳ khó khăn nào ngăn cản được anh. Sức mạnh của anh trong trạng thái này được tăng mạnh, ý thức của anh vẫn giữ nguyên và khẩu súng trên vai của anh vẫn hoạt động một cách ổn định. Đòn tất sát, nguồn năng lượng phóng thích từ thủy kiếm sẽ tạo ra một nhát chém hình lưỡi liềm với quy lực cực mạnh. Cú chém này mạnh tới mức Dragonic Knight cũng phải thoát khỏi trạng thái biến hình khi va chạm với nhát chém này của Black. Trong một sự kiện đặc biệt spin-off giữa Color Saber và Color God, Toma đã gặp được Takeru. Còn phần Rintaro, anh đã gặp được Second Rider trong Color God, Color Spectre. Cùng với May khám phá những bí ẩn xoay quanh cô em gái Kanon, một bản clone được tạo ra với mục đích tìm được anh trai của mình. Tìm hiểu sự việc, gặp được cô em gái thật và người anh trai của cô ta, Calder Spectre. Spectre trước khi đến giải cứu mọi người đã nhận được một quyển sách với sức mạnh của bản thân mình được chính Stossel đưa cho anh ta nhằm nâng cấp sức mạnh cho Rintaro. Anh đã nhanh chóng nhận quyển sách này và chuyển hóa bản thân. Chỉ cần một quyển sách, anh cũng có thể chuyển hóa được thành hình dạng Spectre Geki Senki. Quyển chiến ký của Spectre bao phủ hình dạng cơ bản Lion Senki bằng chiếc áo khoác quen thuộc của Spectre, nhưng không phải là hình dạng cơ bản mà hình dạng Deep Spectre với ngọn lửa và tông màu tím đen xen với hình dạng gốc của Color Black cũng là một phần đó khá thú vị. Mặc dù không có một hình dạng mới nhưng dù sao thì có vẫn hơn không. Sau khi sử dụng quyển sách, khả năng chiến đấu của Black đã chuyển hóa từ việc sử dụng thủy kiếm điệu nghệ, anh đã chuyển qua thành một tay đấm với những cú né đòn, những cú đa đòn cực kỳ quy lực giống với Color Spectre đã từng chiến đấu. Sau khi nhận được thanh gươm từ Spectre cùng với thanh thủy kiếm trên tay, anh đã trở thành một kiếm sư sử dụng song kiếm với những nhát chém bao hàm sức mạnh từ nước và ngọn lửa địa ngục của Deep Spectre, giáng hàng loạt cú chém vào người kẻ thù. Và đòn kết liễu, anh sẽ thực hiện một cú chém với cả hai thanh gươm để chém đôi kẻ thù. Trận quyết chiến giữa thủy kiếm sĩ và Zuo bắt buộc phải diễn ra. Rintaro là người phải nghênh chiến nhằm giúp đối thủ của mình có thêm phần động lực để chiến đấu. Zuo đã biến Mei trở thành một Magic nhằm tạo động lực cho Rintaro dốc toàn lực. Nhận được món quà cực lớn từ Rintaro là màn song kiếm hợp bích với hình dạng King Lion Senki và Elemental Dragon của Saber. Zuo đành phải rút lui và để tên Magic của hắn ở lại thế mạng. Sau quá trình biến đổi như Lezel, Zuo đã có hình dạng Redator tối thượng của mình. Với sức mạnh không thể nào kiểm soát, hắn ta cùng Storius tấn công thẳng vào căn cứ Sword of Logos phương Bắc. Nhóm của Toma phải đối mặt với Durando. Rintaro đã dùng tất cả sức mạnh của mình, quyết tâm không bỏ cuộc. Nhưng sức mạnh có hạn của King Lion không thể nào chống lại quyền năng tối thượng từ Zuo. Hắn ta lúc này đã trở thành một con thú cuồng loạn, tấn công tất cả với sức mạnh khổng lồ của mình. Cách lựa chọn duy nhất là Rintaro cùng Mei đem theo quyển sách mang sức mạnh của Sword of Logos phương Bắc rời đi. Nhưng bằng tất cả niềm kiêu hãnh của mình, Rintaro đã quyết tâm ở lại. Ý chí cũng như khát vọng của anh bảo vệ mọi người đã có sẵn. Anh chỉ còn thiếu quyết tâm, và quyết tâm đó đã được củng cố một lần nữa bằng hành động bảo vệ những người thân còn lại của mình. Anh đã chứng minh được quyết tâm. Quyển sách đại diện cho sức mạnh Sword of Logos phương Bắc đã thức tỉnh, trở thành một quyển wonderbook với tên gọi Choju Senki, băng thú chiến ký. Anh đã từ thủy kiếm sĩ chuyển hóa thành băng kiếm sĩ, toàn thân được bao phủ bởi tuyết trắng cùng với những mảnh băng trên phần găng tay và phần ngực của Black. Gương mặt của anh là phần đầu sư tử ngậm chặt lấy mặt trăng khuyết trên phần kính bảo hộ, kiếm trên đầu cũng là những mảnh băng. Mái tóc dài màu trắng xóa của Black cũng như chiếc bờm của mãnh sư thể hiện uy quyền của nó. Chuyển hóa từ thủy kiếm sĩ thành băng kiếm sĩ, anh có khả năng chém ra những luồng khí lạnh, làm chậm cũng như khống chế kẻ thù trong quá trình chiến đấu.
Những đòn tấn công tầm xa của anh sẽ tạo ra một luồng khí lạnh từ đôi tay của mình đóng băng kẻ thù. Cùng với đó là những nhát chém tạo ra những mảnh băng tấn công kẻ thù từ phạm vi xa. Những mảnh băng này còn khả năng găm vào kẻ thù để vô hiệu hóa hành động của chúng. Sức mạnh băng gió truyền vào thủy kiếm còn khả năng đóng băng mặt đất để vô hiệu hóa chuyển động của kẻ thù. Ngoài sức mạnh băng giá kích hoạt từ thủy kiếm, bốn biểu tượng của Choju Senki sẽ chuyển hóa tương thích với loài vật mạnh sở hữu. Mái tóc đã chuyển hóa thành đôi cánh của đại bàng. Anh di chuyển trên không với tốc độ kinh người, bắt kịp được sức mạnh tối thượng của Zuo, truy đuổi hẳn trên không. Với những cú ra đòn cực mạnh từ thanh thủy kiếm cũng như đòn Rider Kick trứ danh áp đảo Zuo về vận tốc, không thể nào đánh bại được thủy kiếm sĩ. Hắn ta đành phải bỏ trốn dưới mặt nước nhưng cũng không thoát khỏi tay anh, chuyển hóa thành loài vật thứ hai, mãnh thú dưới nước. Một phần vây cá mập và những chiếc gai nhọn xuất hiện ở sau lưng của Black. Anh tấn công hắn bằng chiếc hàm cá mập đóng băng dùng nước xung quanh và đẩy hắn lên khỏi mặt nước. Ở trạng thái thứ ba, anh sẽ chuyển hóa thành chúa tể của mặt đất. Mái tóc của anh chuyển hóa thành những chiếc gai nhọn trên lưng. Lúc này anh khả năng tấn công xuống mặt đất, tạo chiếc gai sắc nhọn tấn công và vô hiệu hóa kẻ thù trong phạm vi. Như bao Rider khác trong series của Saber, đòn tất sát của anh sẽ bao gồm hai trạng thái. Ở trạng thái Rider Kick, anh sẽ tạo ra một khối băng khổng lồ tấn công vào người kẻ thù. Trong lúc bọn chúng đang cố gắng chặn tảng băng khổng lồ, anh lao lên bầu trời ra đòn Rider Kick đá vỡ tảng băng cùng với kẻ thù để dứt điểm chúng. Đòn thứ hai sử dụng thủy kiếm, anh lướt với tốc độ cực nhanh về hướng kẻ thù, sau đó ra một nhát chém cực mạnh với sức mạnh của độ không tuyệt đối. Nó lạnh tới mức đến cả vùng băng giá phương Bắc cũng phải đóng băng, tạo thành hai hàng dài với những đóa hoa băng, dứt điểm kẻ thù trong khi chúng đã bị ngóa thành những tảng đá và vỡ tan sau khi anh kết thúc tuyệt chiêu. Chúng ta đã hoàn thành mục tiêu 10.000 subscriber. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ kênh mình từ ngày đầu tới tận bây giờ. Chúng ta sẽ cùng đến mục tiêu tiếp theo là 20.000 subscriber. Nếu bạn thấy video này hay, hãy like và subscribe để mình đạt được cột mốc đó nha. Và cũng như mọi khi, đây là kết thúc video. Mình là Riding On. Thanh quá trình. Hẹn xin.